Yo, xin chào các bạn. Hôm nay mình ở đây mình có một chiếc xe nghe AirPods 2 Red Hổ Vằn nhá, hàng Red cao nhất luôn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Nó ghi mã VNA này. Đấy. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy hoàn thiện rất là đẹp, rất là chắc chắn, giống y như hàng thật luôn. Đây, sau đây mình sẽ mở hộp cho các bạn xem nhá. Đây là con dao của mình. Đây, sau đây mình sẽ bóc cái hộp, bóc nhấc cái hộp ra. Mới hơi khói lắm, mất tí. Đây, sách hướng dẫn sử dụng y như của Apple luôn, y như hàng review. Đây là AirPods này, đây là chiếc AirPods của chúng ta này. Đây, tạm thời để ra một bên nhá. Khám phá bên trong hộp này còn cái gì nhá. Cáp này, cọng cáp Lightning, giống khá là giống thằng hành chính hãng. Hết rồi, cái này hết rồi. Đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc AirPods Hổ Vằn. Đây, đã có thể nhìn thấy chất lượng hoàn thiện rất là tốt, bản lề nhìn rất là đẹp, không hề tách nhờ mà ra dính rất nhẹ nhàng. Đó, rất nhẹ nhàng. Tai nghe rất là giống của Apple. Sau đây mình sẽ tiến hành kết nối chiếc tai nghe với chiếc máy của mình. Ở đây hiện tại mình đang có chiếc 8 Plus nhé, cái 8 Plus. Đấy, nhận luôn này các bạn này, nhận luôn, đóng nắp và tắt này, nhận luôn. Mình sẽ bấm vào chữ kết nối nhé. Máy yêu cầu giữ cái nút đằng sau, cái nút đằng sau này. Đấy, đèn báo đã chuyển màu này, kết nối thành công. Kết nối, đấy, thành công, tai đã báo. Các bạn nhé, thì vào phần cài đặt này. Đây, AirPods. Mình có thể đổi tên này, tay trái tay phải này. Đây là chuyển bài đúng không? Mình sẽ chuyển sang này. Mình sẽ chuyển sang để tạm dừng đi. Tiếp theo đây là gọi Siri này. Hoàn toàn bình thường, nhìn hiện ra đẹp. Các bạn muốn các bạn ấn vào đường link bên dưới nhé để biết thêm thông tin về sản phẩm nhé. Chào các bạn nhé.